Chào các bạn ha. Hôm nay là mình đi cho cá ăn các bạn. Hôm nay cá mình thả được một tuần rồi các bạn. Kêu cá mà sao nó ăn nó ở khắp mương luôn ha, nó không có gom gì đây ha. Khu đây rải cám cho nó ăn. Nó cũng đi thành từng từng bầy các bạn. Mình đợt này mình thả toàn là cá mùi không các bạn. Thả cá mùi cho nó lên ăn kìa. Mấy cái mai này ra lá non quá trời nhiều luôn rồi. Chắc mai mình phải xịt nó để sâu nó ăn tiếp nữa. Phía bên dưới nó cũng một bầy ở phía bên dưới nó ăn đấy các bạn. Này nó thấy nó cũng lớn rồi các bạn. Mới từng mà thấy cá nó sung nó lớn rồi. Hôm nay trời mưa nhiều thì mai nó ra lá non nhiều, nó cũng có một cây vài cây nó trổ ra bông nữa các bạn. Một số cây cải xà lách này nó lớn quá chừng lớn này hả các bạn. Rất lớn này. Cây này nó lớn khủng rồi. Cao một gan mấy luôn các bạn. Cây xà lách tùm tùm luôn. Số cái bè ngọt. Có cái cây này là cái cây kêu bằng cái cây bồ tạc nè các bạn. Nó giống như cây cải vậy nhưng mà nó coi như nó cay hơn cây cải các bạn. Cây này mình cũng mới biết rồi, mình mới mới trồng luôn các bạn. Cây bồ tạc.
Đây là mấy cây bồ công anh các bạn. Cũng mới dăm nó đây các bạn. Mới trồng nó đây. Bồ công anh. Đây là mấy cây cải kale các bạn. Cây kale này trồng trồng loại này là kale lớn lớn nha các bạn. Mấy cây kale còn nhỏ nó lâu lớn lắm các bạn. Này mấy cây cải kale trồng hôm bữa lâu lớn vô cùng. Này là mấy cây cà nâu này chuẩn bị ra chậu trồng các bạn. Nay mai thì mình sẽ ra chậu trồng các bạn. Hành này trồng hơn. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn đã xem ha. Mình luôn chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong mọi công việc. Rồi mình chào tạm biệt các bạn ha.